Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình có một cái chiếc xe. Xe này là xe Blade số của hãng Honda. Thì xe ban bệnh của xe là không đề được và hết điện bình ắc quy. Và sau khi mà hết điện bình ắc quy thì xe không nổ được máy nữa. Thì là sau đây thì tôi sẽ chia sẻ đến anh em, thì tôi phát hiện thấy là cái hệ thống nạp nó không nạp anh em nhé. Như vậy là cái ban bệnh hôm nay thì trên cái dòng xe số như thế này thì chỉ dành cho những anh em nào kinh nghiệm đang còn ít thôi. Chứ còn những anh em nào mà kinh nghiệm mà về những cái dòng xe này nó quá chuyên nghiệp rồi thì các anh em bỏ qua cái video của mình. Còn anh em nào chưa biết thì xem cái video của mình anh em nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ đo cái hệ thống nạp anh em này. Đầu tiên là tôi lắp bình ắc quy vào bình thường. Đồng hồ mà tôi hay cung cấp cho các anh em đây nha. Anh em bật cho tôi là 20V điện DC anh em nhé. Và hai que đo thì anh em sẽ cho vào hai cục bình ắc quy. Và đây giữ lấy. Như vậy là anh em thấy là bây giờ nó đang là 13V. Bình của tôi là bình mới, nó đang 13V. Và nếu như một con nạp mà một cái hệ thống nạp mà ổn định tốt thì nó sẽ khi mà nổ máy lên ga thì cái số vôn của nó sẽ vượt quá được cái số vôn của bình ắc quy anh em nhé. Như vậy là nó bây giờ nó là 13V 02. Thì bây giờ mình khi mà tôi nổ máy thì chắc chắn nó hệ thống nạp nó mà tốt thì nó sẽ hơn anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành để máy. Tôi lên ga, thậm chí điện nó còn tụt đi anh em nhé. Tôi lên ga điện nó lại còn tụt đi, không đề được. À tôi xin lỗi, nó không làm được một tí nào cả, không có điện. Đây, tôi lên ga, nó không vượt quá được 13 thôi. Như vậy là cái hệ thống nạp nó không làm việc. Thì bây giờ nếu mà hệ thống nạp mà không làm việc thì đây chính là con nạp. Thì có những cái nguyên nhân sau đây để hệ thống nạp nó không làm việc. Thứ nhất là cuộn điện ở bên mâm lửa bị hỏng hoặc có vấn đề gì đó nó không đưa điện lên nạp, hoặc là cái đường dây của từ dưới cuộn điện lên nạp đã bị đứt dây chẳng hạn. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách đo kiểm. Tôi sẽ rút rác này ra, rút rác ra. Ok. Như vậy là anh em để ý là cái hệ thống nạp này thì nó cũng giống như cái nạp thông thường thôi. À nó có gồm có tất cả là 4 dây. Một dây màu vàng. Dây màu vàng có nghĩa là dây cuộn đèn anh em nhé. Dây thứ hai là dây màu trắng. Dây màu trắng này, dây này chính là cung cấp cái điện vào con nạp để cho nó nạp anh em nhé, gọi là dây màu trắng. Còn dây màu xanh lá cây là dây mắt sườn, hoặc là dây màu đỏ sọc vàng. Dây này nó sẽ và là gọi là dây nạp, nó sẽ qua cầu chì và nó sẽ nạp vào bình ắc quy. Đấy thì là không biết là dây nào đứt thì sau đây tôi sẽ chia sẻ đến anh em đo kiểm từng dây một. Thì đầu tiên là anh em sẽ vấn rung đồng hồ. Đầu tiên là anh em sẽ kiểm tra tôi cái dây mát là dây màu xanh lá cây xem có bị đứt dây không. Nếu dây xanh lá cây này mà đứt dây thì nó sẽ không nạp được, và tôi sẽ bật cái thang đo thông mạch. Rồi, đo dây màu xanh thông mạch bên mắt sườn xem có thông mạch không. Một que đồng hồ anh em cho vào dây xanh lá cây, một que đồng hồ cho vào mắt sườn. Như vậy là anh em đã nghe tiếng đồng hồ kêu. Rồi, có nghĩa là dây màu xanh này tốt. Tiếp theo là anh em sẽ đo vôn. Anh em đo vôn xem là cái dây màu đỏ sọc vàng này là dây chính là dây sạc vào vào cầu chì và sạc vào ắc quy. Thì bây giờ ắc quy thì đang gắn bình rồi. Dây thì đang ắc quy thì đang gắn lên xe. Thì chắc chắn dây này bây giờ tôi đo điện nó phải lên 12V. Nếu như không lên 12V thì khả năng đứt cầu chì hoặc đứt dây. Rồi bỏ vào. Bỏ vào dây màu đỏ sọc vàng. Bỏ. Bỏ dây đỏ sọc vàng chưa? Bỏ chưa? Rồi. Vâng, anh em thấy là 13V. 13V như thế này là ok rồi anh em nhé, 12V. Như vậy là dây này không đứt, tốt. Không đứt này điện mới chuyển quay lại. Rồi tiếp theo tôi sẽ đo khi mà anh em đo cái quần dây màu trắng, có nghĩa là cái dây sạc điện ắc quy, thì anh em sẽ nổ máy lên. Anh em nổ máy lên. Đồng hồ thì anh em sẽ chuyển về cho thang đo điện AC anh em nhé. AC giữ lên đồng hồ. Đây anh em bật thang đo 200. AC thì anh em để ý trên đồng hồ là bên phía này này, nó có chữ AC là đo điện xoay chiều đấy anh em ạ. Rồi, một que đồng hồ thì anh em cho vào dây màu trắng, một que cho vào mắt sườn. Đây mắt sườn này, bỏ đây, dựa vào đây. Rồi, anh em để máy lên. Anh em lưu ý nha, anh em để máy lên khi mình rút sạc ra thì anh em đừng có lên ga. Nếu anh em lên ga thì nó sẽ ảnh hưởng đến bóng đèn, vì là cái con nạp nó không ổn áp cái dây vàng nữa. Ổn áp cái dây vàng của đèn nó thì nó sẽ dẫn đến là cháy bóng đèn. Nên anh em chỉ cần nổ ga một tí thôi. Vâng, anh em thấy nổ gang ti lên 14V như thế này, 15V như thế này, nó
là bình thường anh em nhá. Như vậy là có nạp rồi. Nó gang tin lên 14V là dây trắng có nạp rồi, ok. Cho vào dây màu vàng. Cho vào dây màu vàng khi nổ gang tin, anh em nhìn thấy có 11V như thế này là tốt rồi anh em nhá. Như vậy là tốt rồi. Rồi ok, tôi xin nhắc lại một lần nữa. Khi anh em bỏ vào dây màu trắng có nghĩa là dây nạp thì anh em bật đồng hồ, anh em bật thang đo điện hà 200V điện AC thì anh em đo, anh em thấy là cái dây màu trắng nó có 15V, có nghĩa là ok rồi. Tiếp tục dây màu vàng, dây màu vàng có mười mấy vôn, 12, 13V gì đó là ok rồi. Thì tất cả cái đường dây này ok rồi mà hệ thống nạp nó không nạp thì anh em tiến hành là nếu mà một cái dây nào đó, một cái nguồn điện nào đó nó không đủ thì là do cuộn hoặc là do đường dây điện. Còn nếu như anh em đo ok hết thế như là anh em thử nạp thì anh em sẽ dùng cục nạp mới anh em thử. Rồi, cắm nạp vào. Cắm chắc vào. Rồi, tiếp tục anh em lại đo nạp. Nếu như mà hỏng con nạp này thì khi mà anh em đo thì chắc chắn là nó phải hơn được 13V. Tiếp tục anh em bật đồng hồ cho tôi là thang đo 20V điện DC, 20V DC. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục bỏ vào. Rồi, bây giờ tôi sẽ để máy. Bật chìa khóa lên. Vâng, bây giờ tôi ga lên. Nếu mà tôi ga lên điện áp nó mà trên được 13V có nghĩa là tốt anh em nhé. Vâng, ok, lên 14V luôn. Rồi. Ok, như vậy là con nạp này là được 14V. Bây giờ lại rút ra cắm lại. Rút ra cắm lại. Bây giờ tôi lại rút ra, tôi lại cắm lại vào con củ anh em nhé. Rồi, cắm vào con củ đi. Đây. Rồi, tiếp tục đo. Đo. Đây là con nạp củ anh em này. Đo. Cắm đồng hồ. Đó, đứng yên một chỗ anh em nhé. Rồi, ok. Tiếp tục cắm vào con mới, cắm vào con mới. Rút ra cắm vào con mới. Như vậy là con nạp chỉ có 13V ga lên, chỉ có đứng nguyên tại chỗ anh em nhé. Nó không, điện nó không di chuyển được một tí nào cả. Rồi, cắm vào con mới. Rồi, tiếp tục đo. Bây giờ tôi sẽ ga lên anh em nhé. Vâng, khi ga lên là 14V luôn. Như vậy là chốt cái ban bệnh này là cái con nạp cũ này hỏng rồi anh em nhé. Như vậy là khi anh em lắp một con nạp mới vào, anh em đo cái nguồn điện của nó cứ từ trên 13V và dưới 15V là ok anh em nhé. Nếu mà nó trên 15V cũng được, nếu mà trên 15V thì nạp nó nạp cao quá thì nó dần đến hỏng nhanh, hỏng bình ắc quy, mà không qua được 13V thì là không nạp anh em nhé. Thì cái xe này là có hiện tượng là đi là hết điện bình ắc quy, và sau khi hết điện bình ắc quy rồi thì dần đến tắt máy. Vì là nếu như một cái bình ắc quy mà hỏng thì là khi mà anh em đạp nổ máy thì cái hệ thống nạp nó vẫn nạp, thế nó vẫn có điện vào IC thì vẫn nổ máy được. Nhưng hệ thống nạp này hỏng rồi, con nạp hỏng rồi dần đến hết điện bình ắc quy, và nó sẽ dần dần con IC ăn điện bình, nó sẽ hết điện bình ắc quy đi thì nó sẽ tắt máy anh em nhé. Như vậy là tôi có chia sẻ đến cho anh em một cái ban bệnh nhỏ như thế này. Và tôi cũng có quảng cáo luôn, nhà tôi đang cung cấp cái đồng hồ này là đồng hồ UT33D+, hàng chính hãng, nhà mình có bán hàng nhái. Anh em sửa xe máy công nghệ bây giờ thì anh em phải có đồng hồ vận năng để anh em đo anh em nhé. Nếu như không có đồng hồ vận năng, anh em không biết cách đo mà anh em cứ dùng các cái biện pháp thông thường là quẹt dây, mà nếu những dòng xe đời mới, dòng xe phun xăng điện tử thì nó dẫn đến chết IC anh em nhé. Nên anh em phải có đồng hồ. Anh em nào cần cái đồng hồ này thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình. Đồng hồ này nó nhỏ gọn thôi nhưng mà xài nó hay lắm anh em nhé. Xài nó hay mà chính xác. Mà nhà mình khẳng định là không bán hàng nhái anh em nhé. Hàng nhà mình cứ ship hàng về tận nhà, anh em kiểm tra hàng với thanh toán tiền. Video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.